Người đàn ông đến từ Pháp có tên Michael Lotito đã trở nên nổi tiếng vì có thể ăn những thứ không ai có thể tiêu hóa nổi. Các bác sĩ phát hiện ra rằng ông có một lớp niêm mạc rất dày bao phủ dạ dày và ruột. Thêm vào đó, dịch tiêu hóa của ông cũng cực kỳ mạnh. Nhờ đó mà ông có thể tiêu hóa bất cứ thứ gì theo đúng nghĩa đen, kể cả kim loại sắc nhọn, thậm chí là độc hại. Không có gì lạ khi Lotito có biệt danh là Monsieur Maggiato, hay quý ngài sơi tất. Thật ra, người đàn ông này chưa ăn chiếc máy bay chở khách khổng lồ nào cả, nhưng ông vẫn tiêu thụ một lượng kim loại nhiều đến đáng kinh ngạc là 9 tấn. Ông đã chọn chiếc Cessna 150, một chiếc máy bay 2 chỗ ngồi. Monsieur Lotito đã ăn hết chiếc máy bay trong vòng 2 năm, từ 1978 đến 1980. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông cũng tiêu thụ hàng tấn những thứ không thể tiêu hóa khác như xe đạp, TV, xe đẩy hàng, đèn chùm, giường và cả một phần nhỏ của tháp Eiffel. Tuy nhiên, thức ăn mềm như trứng hoặc chuối lại khiến Lotito buồn nôn. Đối với ông, chuối không có vỏ. Được rồi, sang phần tiếp theo nào. Có một loại nho có lượng đường nhiều hơn 12% so với những loại khác. Các nhà lai tạo giống cây đã mất hơn 12 năm để đạt được thành tựu này. Thoạt nhìn, những trái nho siêu ngọt này có vẻ ngoài và hương giống hệt nho thông thường, nhưng chúng có vị ngọt như kẹo bông. Có một con tàu du lịch mà bạn có thể sống ở đó mãi đấy. Con tàu này đang đi vòng quanh thế giới, thường sẽ dừng lại vài ngày ở các cảng khác nhau. Mọi người có thể sống trên tàu hoặc đến và đi bất cứ khi nào họ muốn. Họ sẽ sở hữu các khoang ở cực kỳ thoải mái và rộng rãi có giá từ 2,5 triệu đến 9 triệu đô. Hầu hết các căn hộ này đều đã được đặt từ trước khi việc đóng tàu được hoàn thiện rất lâu. Bạn có thể cho thuê khoang của mình hoặc dẫn theo người thân và bạn bè. Độ tuổi trung bình của cư dân trên tàu là 66. Những ngọn núi trên sao Kim trông có vẻ như được phủ dưới tuyết. Ấy vậy mà nhiệt độ trên hành tinh này lại ở mức cực cao và tuyết không thể tồn tại tại đó. Chất trông như băng, thực chất là kim loại. Venta Black là vật liệu tối màu nhất trên thế giới. Nó hấp thụ hơn 99% ánh sáng và làm cho vật 3D trông giống như vật 2D. Vật liệu được tạo thành từ các ống nano carbon rỗng. Chúng được nuôi cấy trong một phòng thí nghiệm đặc biệt. Vào năm 2003, hai anh em người Tây Ban Nha nọ mua một tác phẩm nghệ thuật đắt tiền. Họ tin rằng đó là một bức tranh vẽ bởi Goya. Khi phát hiện ra đây là một món hàng giả xuất hiện vào thế kỷ 19, hai người đàn ông đã quyết định bán nó đi bằng cách giới thiệu bức tranh này là hàng thật. Người mua được cho là một lãnh tụ giàu có tại Ả Rập. Cò môi giới yêu cầu một khoản hoa hồng là 350.000 đô. Hai anh em không có nhiều tiền đến thế nên đã phải đi vay mượn. Lúc đầu, hai người bán đòi 4,5 triệu đô, nhưng cuối cùng mức giá đã được hạ xuống còn 1,7 triệu đô. Khi cố gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, hai người đàn ông phát hiện ra số tiền đó là giả, cũng giống như bức tranh của họ vậy. Hai anh em đã bị bắt, cò môi giới thì biến mất với món hoa hồng và không bao giờ được tìm thấy. Tại Hà Lan, một người đàn ông nọ có tên Wim Hof đã được đặt biệt danh là người băng. Vào tháng 1 năm 2007, ông đã tham gia một cuộc thi chạy marathon 21 km ở Oulu, một thị trấn ở phía bắc Phần Lan. Nơi đó chỉ cách vòng Bắc Cực 160 km. Người đàn ông này không đeo giày hay mặc áo gì cả, dù cho ông phải chạy hơn 2 giờ đồng hồ với chân trần trên băng tuyết. Wim Hof cũng đã xác lập kỷ lục thế giới khi sở hữu thời gian tiếp xúc toàn thân với nước đá lâu nhất và ông đã thực hiện màn này đến 16 lần. Kết quả tốt nhất của ông chỉ bị vượt qua vào năm 2019 bởi vận động viên người Úc. Bạn dùng mình chưa nào? Có một người đàn ông người Canada nọ đang câu cá thì gặp một cơn bão mạnh đổ bộ vào khu vực. Thuyền của anh bị chệch hướng và mắc kẹt trong bụi cây. Người đàn ông trôi dạt tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Anh không biết mình đang ở đâu. Sau một hồi lang thang, anh hiểu rằng mình đã bị lạc và có lẽ sẽ không sống sót khỏi chuyến hành trình này. Khi đang càng ngày càng tuyệt vọng thì một ý tưởng nảy ra trong đầu anh. Anh đã phá hỏng đường dây điện gần nhất bằng cây dìu anh ta mang theo. Sau đó, người đàn ông ngồi xuống và chờ máy bay trực thăng đến để sửa chữa nó. Máy bay trực thăng thực sự đã đến và giải cứu anh. Nhưng vì nhiều người bị mất điện trong gần 30 giờ nên người đàn ông này đã phải trả một khoản tiền phạt lớn. Phổi bên phải của bạn ngắn hơn phổi bên trái một chút vì nó phải nhường chỗ cho gan. Còn phổi trái thì hẹp hơn để tim có một chút không gian. Ngoài ra, phổi của nam giới thường chứa nhiều không khí hơn của nữ giới. Tín hiệu không dây là bất hợp pháp tại thị trấn nho nhỏ có tên Green Bank ở Tây Virginia. Điều này có nghĩa là bạn không được dùng điện thoại di động, Wi-Fi, Bluetooth, máy phát điện tử và v.v. Tất cả chỉ vì nơi này có kính viễn vọng Green Bank. Đây là kính viễn vọng vô tuyến có thể điều khiển lớn nhất thế giới.
Bất kỳ loại tín hiệu không dây nào cũng sẽ làm xáo trộn hoạt động của thiết bị này. Sao Thiên Vương chỉ có hai mùa, đó là mùa hè và mùa đông. Mỗi mùa diễn ra 2 lần một năm và kéo dài trong khoảng thời gian bằng 21 năm tại trái đất. Và một năm trên sao Thiên Vương dài 84 năm trên trái đất. Wow, hãy tưởng tượng rằng bạn phải chờ đợi đến kỳ nghỉ hè đi nào. Nhân viên nếm cà phê trưởng của Costa Coffee được mua bảo hiểm cho lưỡi với giá 13 triệu đô. Nụ vị giác cũng quan trọng với nghề nghiệp của anh, như dây thanh đới với một ca sĩ vậy. Chúng cho phép anh nhận ra hàng trăm hương vị. Đường dây của tàu lượn siêu tốc đầu tiên được chế tạo để vận chuyển than xuống đồi. Đường dây này rất dài, dốc và tốc độ của xe có thể đạt tới 80 km/h. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã khám phá ra trò chơi giải trí này. Khách du lịch có thể lượn qua địa hình hiểm trở sau khi trả một vài sen. Ốc sên có một trong những thói quen ngủ điên rồ nhất trên thế giới. Chúng có thể đánh một giấc trong 1 hoặc 2 giờ, rồi sau đó thức trong suốt 30 giờ. Những con vật này cũng có khoảng thời gian ngủ đông kỳ lạ, có thể kéo dài đến vài năm. Và nếu áp chảo chúng với một ít tỏi thì sẽ ngon hết sảy đấy. Chó sói đồng cỏ và con lửng thường đi săn cùng nhau. Lửng biết cách dụ con mồi ra khỏi hang, còn con sói đồng cỏ rất dành kỹ năng săn đuổi động vật trên mặt đất. Thêm vào đó, lửng có khứu giác cực nhạy, trong khi đó chó sói đồng cỏ lại có thị lực xuất sắc. Một lần hợp tác của chúng sẽ diễn ra như thế này. Con lửng đào ra một sinh vật nhỏ và khiến nó chạy về phía con sói đồng cỏ đang đợi gần đó. Và đến giờ ăn tối rồi, không biết con nào được xơi miếng đầu tiên. Cá nhám voi, một trong những loài cá lớn nhất trên thế giới, có hàng nghìn chiếc răng tí hon và chúng sử dụng những cái răng đó để ăn rau. Con cá nhám này là loài ăn lọc và thích đánh chén thực vật, tảo và sinh vật phù du. Các sinh vật phù du không hài lòng về điều này, nhưng đời là vậy mà. Rất nhiều người bắt đầu cười sau khi hắt hơi nhiều lần liên tiếp. Đó là vì việc hắt hơi khiến bạn hạnh phúc. Khi bạn làm điều đó, cơ thể sẽ tiết ra endorphin. Đó là hormone chịu trách nhiệm cho việc giải quyết căng thẳng. Cú có cơ thể linh hoạt đến nỗi có thể gần như xoay đầu thành một vòng hoàn chỉnh. Tất cả là nhờ đầu cú được kết nối với cơ thể chỉ bằng một trục xoay. Con người có 2 trục xoay và điều này gây ra những hạn chế lớn đối với khả năng của chúng ta. Cú cũng có nhiều đốt sống, đó là những xương nhỏ tạo nên cột sống và cổ. Và đây chính là một yếu tố khác nữa giúp chúng thực hiện trò xoay đầu. Và cú phải di chuyển toàn bộ cái đầu vì chúng không thể đảo mắt xung quanh. Từng vùng trên thế giới có mực nước biển khác nhau và mặt nước của đại dương cũng không bằng phẳng. Đó là do gió và sự khác biệt về trọng lực. Yếu tố này bị ảnh hưởng bởi khối lượng của các ngọn núi dưới nước. Hầu hết các phi hành gia đều khẳng định không gian có mùi giống như món bít tết áp chảo hoặc barbecue. Đó chính là mùi lưu lại sau khi ai đó kết thúc chuyến đi bộ ngoài không gian. Nhưng một số nhà thám hiểm không gian lại chắc chắn rằng mùi hương ấy lại giống như kim loại được nung nóng. Có khi nào chính kim loại được nung nóng và bít tết áp chảo lại có mùi như không gian không nhỉ? Những giấc mơ sống động nhất của bạn xảy ra trong giấc ngủ REM, mắt chuyển động nhanh. Giai đoạn này không kéo dài và diễn ra cách nhau 90 đến 120 phút trong suốt đêm. Trong giấc ngủ REM, hầu hết các cơ xương trong cơ thể bạn bị tê liệt. Nhờ đó bạn không thể tự làm hại mình khi hành động trong giấc mơ, trừ khi bạn ngã xuống khỏi giường. Thác nước cũng tồn tại trong đại dương. Chúng xuất hiện khi có một sự chênh lệch lớn về nhiệt độ nước. Sau đó, làn nước lạnh hơn chảy xuống bên dưới làn nước ấm hơn và những lớp không đặc bằng. Thác nước lớn nhất được biết đến trên trái đất nằm giữa Iceland và Greenland. Kẻ khổng lồ này cao tới 3.500 mét. Hình ảnh chụp lại bãi cát lớn nhất thế giới to bằng 12 cái bể bơi, được dùng trong thế vận hội và có thể được nhìn thấy từ không gian. Nó được tạo ra vào năm 2019 ở Dubai. Các nghệ sĩ đã mất hơn 2.400 giờ để hoàn thành tác phẩm của mình. Mặt trời nặng hơn hành tinh của chúng ta 330.000 lần. Sự khác biệt về kích thước lớn đến mức chúng ta có thể xếp 1.300.000 trái đất vào bên trong mặt trời. Nhân tiện, mặt trời chiếm tới 99,85% tổng khối lượng hệ mặt trời của chúng ta. Đại học Oxford lâu đời hơn đế quốc Aztec. Tổ chức giáo dục này được thành lập vào năm 1096, còn đế quốc Aztec được thành lập 332 năm sau đó, vào năm 1428. Tất cả những cái cây ở Melbourne đã từng được cấp một số định danh độc nhất. Bằng cách này, cư dân có thể gửi email cho hội đồng thành phố nếu có điều gì đó xảy ra với cây. Ấy vậy mà mọi người lại gửi thư tình đến những cái cây này.